Thông tin trên lĩnh vực an ninh trật tự, hôm qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Lệ Hà, sinh năm 1981, tạm trú tại thành phố Hồ Chí Minh, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, năm 2011, Hà cùng gia đình từ thành phố Hồ Chí Minh lên thành phố Đà Lạt thuê nhà trọ để sinh sống. Hai vợ chồng không có nghề nghiệp nên Hà đã chơi huê cùng với một số người để kiếm tiền. Cảm thấy việc chơi huê có lời nên năm 2013 Hà tham gia chơi huê cùng nhiều nhà cái, dẫn đến kỳ số huê không có tiền để đóng. Hà hút huê ở những kỳ đầu để đóng cho các dây huê khác và đóng vào các huê đã hút. Do cần tiền để đóng huê đã hút, trả tiền thua lỗ trong quá trình chơi huê và tiêu xài cá nhân, Hà nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản. Từ tháng 12 năm 2013 đến tháng 6 năm 2014, Hà đã có hành vi gian dối với những người cho vay tiền về điều kiện gia đình, đầu tư một khách sạn để kinh doanh nhằm tạo lòng tin để vay tiền của người chơi huê, sau đó chiếm đoạt với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Lệ Hà 13 năm tù, buộc bị cáo phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại. Ngày trước từ làng xã bây giờ lên phố phường thì phải có những cái ý để đời sống dân càng ngày càng cao, mà những cái có đâu mà cứ đầu tư trên chung cư để làm gì. Tại các quận nội thành Hà Nội, hiện có hàng chục dự án